Mọi người, hôm nay Killer Luxury lại tiếp tục về một siêu phẩm Patek Philippe Aquanaut năm 2009. Thì chiếc này trên thị trường hiện tại có giá khoảng 76.000 đô. Hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu với số tiền lên đến 1.8 tỷ thì chiếc đồng hồ này sẽ mang lại giá trị nào cho người đeo nhé. Wow, mỗi lần mở một hộp Patek Philippe thì cảm xúc nó vẫn khác biệt hơn nhiều so với khi mà mình mở một hộp Rolex hay Hublot mọi người ạ. Thì Patek Philippe Aquanaut năm 2009 là một phiên bản đặc biệt của dòng Aquanaut, chỉ mới được giới thiệu vào năm 2019, với chất liệu vỏ được làm hoàn toàn từ vàng hồng 18K, vành bezel được đính 48 viên kim cương tương đương với 1 carat, với dây đeo bằng chất liệu da cao su cao cấp, tạo cảm giác cực kỳ thoải mái khi lên cổ tay người đeo. Ngoài chức năng giờ, phút, giây thì chiếc này còn được trang bị múi giờ kép, và với size 38,8mm thì em nghĩ nó thích hợp cho cả nam và nữ. Với những anh có cổ tay nhỏ hoặc các chị có cổ tay vừa thì chắc chắn đây là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời ạ. Và đây là tất cả thông tin nguyên bản của chiếc Patek Philippe Aquanaut năm 2009 cho anh chị tham khảo. Và nếu như anh chị đang muốn tìm kiếm một trong những dòng đồng hồ đẳng cấp như Patek Philippe, Hublot, Rolex, Bangmuller, hãy đến với Killer Luxury để chọn cho mình những chiếc đồng hồ đẳng cấp và thượng lưu nhất nha. Killer Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.